Xin chào mọi người. Dùng 3 từ để miêu tả về môi trường làm việc tại BK. Năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng, chuyên nghiệp. 3 điểm bạn thích ở chị Cún là gì? Làm hết sức, chơi hết mình, có tâm, có tầm, chị trung, chất này, phong cách này, tay nghề. 3 thứ mà bạn ghét nhất ở tổ tư vấn của bạn là gì? Ăn uống quá nhiều mà tổ em không có ai gầy cả. Chị là gầy thâm niên rồi mà đâu ai vào tổ em nói hết. Đấy, chỉ có một điều nhận được thôi. Mình có một điều cho tổ mình ghét nhất đấy là sao hay chụp gì mà các chị lớn ở trong tổ đấy, các em cứ hay tổng máy, chị cứ dành lúc nào các chị mà xấu hay nào đấy là chụp đăng lên để cười các chị. 3 câu nói mà bạn hay nói nhất với đồng nghiệp là gì? Hello, thấm công chưa? Uống gì? Xin chào, bây giờ ăn cơm chưa nhở? Chiều nay bọn mình uống gì? 3 người mà bạn ít gần gũi nhất ở công ty? Anh Sơn, anh Tuấn Anh với cả chị Nhung ạ. Với cả có một bạn của chị phòng xếp A là bạn Huyền. 3 điều mà bạn thích nhất khi đi liên hoan ở DK? Vui vẻ, lầy lội, có ca, nhiệt huyết này, vui huyết mình này, ăn ngon. 3 điều mà bạn khoái nhất ở anh Tiến là gì? Kiên nhẫn, cầu toàn, năng động, chăm chỉ, trí tuệ và sức khỏe. 3 điều bạn sợ nhất ở DK là gì? Quá khách, quá đông khách, đông kiểu đông quá tạc thế. Bởi vì những ngày đấy thì mấy em cũng khá là mệt. Đấy, đợt dịch đấy cũng rất là sợ. Vậy 3 điều mà bạn mong muốn ở DK trong tương lai là gì? Phát triển, chuyên nghiệp, đi chơi, được đi chơi nhiều hơn nữa.